Chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 4 tây tháng 11 năm 2021. Ngọc xin gửi đến quý vị hai cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất là hiện giờ có một cái bài báo The Hill, họ có chia sẻ một cái đoạn video ngắn. Dường như là Tổng thống Biden đang từ chối cái việc là chính quyền của ông đang xem xét cái việc là sẽ cho một cái khoản bồi thường là 450.000 cho những người dân họ nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp và đang liên quan đến những cái vụ kiện tụng. Thì ông cho rằng cái điều này là hoàn toàn không đúng. It's not true. Đó, ông dùng cái từ là it's not true. Thì không biết là chính xác là như thế nào, nhưng mà những cái bài báo này họ nói rằng là Tổng thống Biden đang từ chối cái việc là chính quyền của ông đang xem xét làm cái điều này. Và một cái điều nữa Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là cái gói 1.750 tỷ nó không tốt cho khí hậu, nó không tốt cho môi trường. Nói chung là những cái điều này đó thì nó có rất là nhiều cái vấn đề quý vị. Hiện giờ thì quý vị biết rằng Đảng Cộng Hòa họ không có ủng hộ và họ đang nói rằng á là nếu như không cẩn thận á mà đặt bút ký ủng hộ liền á thì vô hình chung chúng ta đồng ý cái gói 4.000 tỷ chứ không phải là cái gói 1.700 tỷ, bởi vì những cái điều khoản trong đó nó có thể làm tăng cái mức giá của cái gói này. Nếu như mà thực ra ký là đồng ý là 1.750 tỷ, bây giờ nó tăng lên 4.000 tỷ thì rất là nhiều đúng không quý vị? Một cái số tiền khổng lồ, nó sẽ có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ, nó có thể ảnh hưởng đến nợ quốc gia, nó có thể ảnh hưởng đến rất là nhiều, nó có thể làm lạm phát nó tăng nữa chẳng hạn. Thì bây giờ cái vấn đề là gì quý vị? Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là cái nhân vật chủ chốt của đảng Dân Chủ đó là Thượng nghị sĩ Joe Manchin, ông phải làm sao để mà có thể giảm cái nguy cơ nó ảnh hưởng đến nợ quốc gia rồi cái này kia, thì người ta cũng đang lo sợ cái điều này. Và hiện giờ thì đối với cái vấn đề là 450.000 mỗi người đó quý vị, thì hai ngày nay thì Ngọc thấy có một hai anh chị nói rằng là Ngọc đưa những cái thông tin bậy bạ, những cái thông tin giả, fake news. Thì Ngọc xin thưa quý vị, tất cả những cái thông tin Ngọc chia sẻ ở đây, quý vị có thể kiểm chứng bằng cách là tìm đọc lại hoặc là tìm nghe những cái đoạn video của những cái mainstream media. Thì quý vị có thể vào Fox, quý vị vào The Hill, quý vị vào CNN, quý vị vào Washington Post, quý vị vào CBS News, tất cả họ đều chia sẻ những cái thông tin này. Và ngày hôm nay Ngọc cẩn thận hơn, Ngọc chia sẻ cái trang này là trang của government để quý vị khỏi nói rằng là Ngọc chia sẻ tin giả quý vị nha. Trang mà có cái deal government là GOV là của chính phủ hết. Thì quý vị vào trang của Thượng nghị sĩ Tom Tillis của tiểu bang North Carolina. Ông đã đăng một cái bài này lên vào ngày 2 tây tháng 11, tức là 2 ngày trước đây. Trong cái nội dung của cái bài này, họ nói về một cái lá thư gửi lên cho ai? Gửi lên cho Tổng thống Biden. Cái mục đích của lá thư này là gì? Là họ không ủng hộ chính quyền của Tổng thống Biden đang xem xét cái việc là cho mỗi người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ cái số tiền là 450.000. Thì thực hư như thế nào á, thì theo như Ngọc biết á, là bây giờ những cái người mà họ nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp, họ bị bắt và họ bị tách khỏi những cái người con của họ. Thì ở đây á, là cái mục đích mà họ tách ra là tại vì họ không có chứng minh được rằng là những cái người lớn đó là ba mẹ của những cái em này, cho nên họ muốn bảo vệ những cái em này, cho nên họ tách ra, tại vì tránh những cái trường hợp là lạm dụng này kia khác nọ đối với vậy thì không có tốt cho trẻ em. Và những cái người này á thì họ có những cái luật sư họ bảo vệ cho họ và họ kiện chính quyền của Tổng thống Biden. Và nếu như họ thắng kiện thì họ có thể nhận được là 3.5 triệu thay vì 450.000. Cho nên là hiện giờ chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét cái việc là cho mỗi người là 450.000, mà tưởng tượng hai người là gần như 1 triệu rồi, đúng không quý vị? 1 triệu đô chứ không phải là triệu tiền đồng quý vị nha. Thì ở đây á, ổng đưa ra một cái lý do là như thế này, là ổng không ủng hộ là vì sao? Những cái người này họ nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp, họ không coi trọng và họ broke the law, họ phạm luật ha. Thứ nhất là họ không coi trọng luật pháp Mỹ nè, thứ hai họ đã phạm luật rồi và họ bị bắt và bị tách ly con của họ bởi vì không có chứng minh được là mối quan hệ là cha mẹ con cái gì đó.
thì để bảo vệ cho những cái đứa em này, trẻ em này, thì bây giờ đó thì làm sao mà có thể cho họ bồi thường cho họ một cái số tiền lớn như vậy, trong khi người dân ở Mỹ thì sao quý vị? Chúng ta đang phải đóng thuế nè, đi làm đi cày miệt mài nè, đóng thuế nè ha, rồi chúng ta cũng đang chật vật giữa mùa dịch này, chúng ta bị ảnh hưởng, rồi chúng ta phải gánh chịu cái tình hình lạm phát gia tăng này kia các nọ, rất là nhiều cái điều, và dĩ nhiên là họ phải dùng cái tiền mà người dân đóng thuế vào sao cho nó hợp lý, đúng không quý vị? Còn cho mà cho 450 ngàn mỗi người thì nó quá ư là vô lý. Đối với Ngọc á là nó vô lý. Không biết là quý vị nghĩ sao, và dạo gần đây thì Ngọc cũng nhận được rất là nhiều comment nói rằng là cái điều này vô lý. Họ phẫn nộ và họ không muốn ủng hộ cái điều này. Đây là những cái người họ ký không ủng hộ cái điều mà 450 ngàn mỗi người. Đó là John Kennedy nè, Chuck Grassley nè. Rồi ở đây Ted Cruz, Josh Hawley, Tom Tillis, quý vị thấy Tom Cotton. Ok, rồi Lindsey Graham cũng có nè quý vị. Đó thì quý vị thấy đây là hầu như là những người của GOP đại diện cho đảng Cộng hòa. Dĩ nhiên là đảng Dân chủ thì có thể rằng là họ cũng nếu như mà họ có phản đối thì họ cũng nội bộ của họ thì có thể là họ sẽ không có lên tiếng rõ ràng như vậy. Thì Cộng hòa thì họ lên tiếng rất là phẫn nộ và họ không ủng hộ cái điều này. Họ lên tiếng trên những cái báo chí này kia các nọ rất là nhiều, thậm chí là gửi thư cho Tổng thống Biden nữa. Thì Ngọc xin ghép lại cái phần đó. Bây giờ Ngọc chuyển sang cái phần mà cái gói 1.750 tỷ. Thì khi mà Ngọc xem cái tờ báo The Hill, cái trên YouTube thì có một cái đoạn rất là ngắn liên quan đến cái lời phát biểu của ông Lindsey Graham. Thì Lindsey Graham ông nói về cái EV tax credit. Hôm bữa trước á là Ngọc có chia sẻ cái EV tax credit có thể lên tới cái mức cao nhất là 12.500 trong cái dự luật này. Thì ông nói rằng cái điều này nó không tốt cho môi trường và nó cũng không tốt cho nó xấu cho môi trường và nó xấu cho doanh nghiệp luôn. Bởi vì sao? Ông nói rằng á là bây giờ họ ưu tiên những cái xe được sản xuất bởi những cái hãng xưởng mà có sử dụng liên đoàn lao động, những cái người mà làm việc trong union workforce. Đúng không vậy, họ có union, họ có những cái liên đoàn về người lao động. Thì ở đây á nó sẽ ảnh hưởng đến gì? Những cái xe mà sản xuất bởi Toyota, xe bởi Honda, xe bởi Tesla thì nó sẽ không có đáp ứng được những cái vấn đề này. Có thể là họ sẽ nhận được một cái số tiền ít hơn chứ không phải là 12.500. Và những cái hãng xưởng được hưởng lợi đó là gì? GM, Ford và có thể là Chrysler nữa. Đó thì ở đây ông phản đối cái điều này, nó không có đúng và nó không có tốt cho doanh nghiệp và không tốt cho môi trường, tại vì dưới cái luận mà cái lý luận mà bên chính quyền của Tổng thống Biden, bên những nhà lập pháp của Đảng Dân chủ họ nói rằng là đây là một trong những cái điều mà họ đưa vào cái climate change. Đó thì hiện giờ ông nói rằng nếu như mà không cẩn thận đó, không 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 ngồi lại để mà xem xét những cái điều khoản chi tiết cụ thể thì cái gói 1.750 tỷ này nói là vậy, ký là vậy, nhưng mà nó không phải là 1.750 tỷ mà nó có thể là một cái con số khổng lồ 4.000 quý vị nha, hoặc có thể trên cái mức này nữa. Đó là theo lời của Lindsey Graham. Ok, quý vị có thể kiểm chứng những cái thông tin này trên trang của The Hill, trang YouTube của The Hill. Rồi bây giờ nè, quý vị vào đây, quý vị thấy The Hill họ cũng nói những cái incentive, những cái tax credit đó, nó sẽ tốt cho những cái hãng xưởng, ví dụ như là Ford, GM, đó, ví dụ như là Chrysler cũng vậy nè. Đó, những cái công ty như là Tesla hoặc là những cái hãng xưởng của Toyota, Honda vân vân thì họ sẽ không có lợi, thì họ cũng lên tiếng rồi, họ nói là không có công bằng và đây là một cái dự luật nó giống như là nó phân biệt đối xử đó quý vị, thì họ cũng lên tiếng phản đối cái điều này. Thì nói chung là cái mức EV tax credit là tối đa là 12.500 theo cái dự luật này, nâng từ 7.500, bây giờ thêm 5.000 nữa là được 12.500 đó. Rồi bây giờ một cái điều nữa Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, nó liên quan đến cái chuyện là mình nếu như có chuyện mình ở nhà mình chăm người thân trong gia đình hoặc là mình
bản thân mình bị bệnh, mình ở nhà thì mình có thể nhận được một cái khoản tiền của những cái ngày đó, có thể tối đa là 4 tuần hoặc là có thể tối đa là 12 tuần. Cái điều này đã được loại bỏ ra khỏi cái gói 3.500 tỷ rồi. Hiện giờ nó còn là 1.750 tỷ đó quý vị. Thì hiện giờ ngày hôm nay Ngọc có thấy một cái thông tin chia sẻ là cái điều này theo tờ báo CBS News họ nói là back on the table, theo cái lời đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là phải đưa cái phần này là vào lại, tại vì hôm bữa trước là họ bỏ ra rồi, bây giờ phải đưa lại bởi vì họ muốn ủng hộ những cái người, những gia đình nó liên quan đến cái social safety net program, những cái chương trình hỗ trợ cho những cái gia đình thật sự khó khăn. Thì ở đây á, Thượng nghị sĩ Joe Manchin thì ông nói rằng là I don't think it belongs to the bill. I don't think it belongs to the in the bill. Có nghĩa rằng là gì? Cái điều này nó không có phụ thuộc, hãy bỏ nó ra đi. Không không có thuộc cái bill này, đừng có đưa nó vào. Đó, tại vì sao? Một cái điều mà ổng đồng ý là đồng ý bây giờ cần phải xem xét và giúp đỡ những cái người mà đang khó khăn và cần giúp đỡ. Nhưng mà làm sao thì làm phải work together. Đó, phải work together để mà họ có được một cái sự ủng hộ của lưỡng đảng. Bây giờ nếu như mà họ đưa vào cái điều này thì họ không có cần sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, họ cũng có thể thông qua. Nhưng mà bây giờ bỏ nó ra đi, sau này có thể đưa vào một trong những cái gói khác trong tương lai chẳng hạn, thì hai bên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ có thể ngồi lại và xem xét cái điều này. Và một cái điều nữa là nếu như thật sự bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi muốn đưa cái điều này vào cái gói 1.750 tỷ đúng không? Thì bà phải đưa ra một kế hoạch là làm sao để mà chi trả cho những cái chương trình như vậy, nguồn tiền ở đâu? Đó, thì phải nói rõ ràng. Và nếu như mà sử dụng những cái nguồn tiền này thì nó ảnh hưởng gì đến cái tiền thuế của người dân đóng vào hay không? Đó, thì quý vị thấy rằng là hai bên họ cãi qua cãi lại đó quý vị. Chị ơi, Ngọc xin phép dừng lại cái video này ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe. Bye bye nào.